với người dân xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, vẫn còn nhớ như in cái ngày 6 tháng 12 năm 2012 của 12 năm về trước, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với địa phương. Những câu trò chuyện ngắn gọn, chân tình và giản dị ấy mãi mãi luôn khắc ghi trong tâm khảm của những người dân nơi đây. Khi mà bác bước chân vào nhà thì lúc đó thì tôi không nghĩ rằng đó là một tổng bí thư của một đất nước, mà đến gia đình một người dân, mà đến với cái thái độ, cái tình cảm á, bác thể hiện giống như là một người ông, một người cha rất là gần gũi với gia đình. Và trước hết là chúc bà có một cái sức khỏe và luôn giữ gìn sức khỏe để cho con cháu yên tâm công tác. 12 năm đã qua, Đảng bộ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, một trong những địa phương của tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Tổng Bí thư trực tiếp đến thăm, đã không ngừng xây dựng chính quyền vững mạnh, đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Lời căn dặn ấy luôn là kim chỉ nam để đảng bộ xã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Trong cái buổi làm việc, bác có chỉ ra cho lãnh đạo địa phương lúc đó, thì lúc đó tôi cũng là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Nó cũng được bác dặn dò là người Hà Nội đi đâu cũng phải có cái tinh thần và cái sự phát triển, cố gắng vươn lên để làm sao để cho nhân dân ở trong xã Đông Thanh được mạnh giàu hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Bộ mặt nông thôn của tỉnh Lâm Đồng đã từng bước thay da đổi thịt. Đời sống an sinh ở những vùng sâu vùng xa cũng đã tiệm cận với mức sống vùng đô thị. Thành quả ấy có phần đóng góp không nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghiên cứu ban hành nhiều chỉ thị, chỉ đạo gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách trong suốt quá trình phát triển của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, từ nhiệm kỳ Đại hội 12 và Đại hội 13 của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được triển khai ngày càng quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn, đạt được những kết quả nổi bật, có dấu ấn lịch sử, góp phần làm trong sạch bộ máy đảng nhà nước, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 3 nhiệm kỳ, Tổng Bí thư cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn thử thách, tiếp tục cuộc hành trình đổi mới của đất nước và đạt được những thắng lợi trong nhiều lĩnh vực để đất nước chúng ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Và tôi đặc biệt, tức là rất là khâm phục cái việc Tổng Bí thư đã phát động cái đợt chống tham nhũng của đất nước để làm cho đảng ta ngày càng lớn mạnh, ngày càng trong sạch và lãnh đạo nhân dân đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa. Tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tạo cho được chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước. Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. Chính vì lẽ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 29 với nhiều nội dung quan trọng có giá trị lâu dài, định hướng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục, góp phần trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư đã để lại một cái dấu ấn cực kỳ quan trọng, đó chính là ban hành cái nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và với cái nghị quyết rất là quan trọng này thì ngành giáo dục cũng đã đưa ra rất là nhiều giải pháp để mà đổi mới từ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy để đào tạo được một cái thế hệ học sinh toàn diện về kiến thức, về nhân cách. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi rời xa,
nhưng những cây tùng được trồng lưu niệm trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, những lời chỉ dạy chân tình mộc mạc với các xã viên hợp tác xã Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, hay mở rộng hơn là tinh thần cống hiến không mệt mỏi của người đảng viên chân chính lỗi lạc. Những nhân sinh quan, những di sản mà Tổng Bí thư đã để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân và cho Tổ quốc là những bài học vô cùng giá trị, vẫn luôn trường tồn với thời gian.